nay gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình điểm báo online ngày hôm nay 27 tháng 1. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, trên các báo ra ngày hôm nay tiếp tục có những bài viết về chủ đề này. Báo điện tử chính phủ có bài viết Một đảng trong sạch nhất định sẽ được ngợi ca. Bài viết nhấn mạnh, trong tình hình mới, trước hết và cấp bách cần chỉnh đốn Đảng, tiếp tục thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn học tập với hành động, nói đi đôi với làm cần kết hợp giáo dục đấu tranh với thực hiện đấu tranh phê bình kỷ luật, loại trừ các phần tử thoái hóa ra khỏi tổ chức của Đảng và Nhà nước. Một chế độ được ổn định và phát triển không chỉ dựa vào giáo dục mà phải thực hiện quyền tự do dân chủ, thưởng phạt nghiêm minh, thực hiện nghiêm túc, tính pháp trị của chế độ dân chủ. Trên báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam có bài viết Giữ chọn niềm tin với Đảng Quang Vinh. Bài viết nêu, sự phát triển của đất nước có lúc thịnh, lúc suy, niềm tin của dân với Đảng có lúc thăng, lúc trầm nhưng nhân dân đã trao cho đảng sứ mạng vẻ vang lãnh đạo đất nước. Nhân dân vẫn luôn luôn gắn bó với đảng, tin ở bản lĩnh chính trị đã được tôi luyện trong 85 năm đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ đất nước. Nhân dân chân thành góp ý xây dựng đảng và giáo dục đảng viên, giữ gìn thanh danh của đảng vừa là trách nhiệm vừa là niềm vinh dự của mỗi đảng viên. Chỉ còn gần một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, thời điểm này các hoạt động chuẩn bị đón Tết đã cơ bản hoàn tất. Báo Nhân dân đưa tin, Cung ứng đủ thuốc phục vụ nhân dân dịp Tết. Theo đó, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện trực thuộc bộ, Tổng công ty Dược Việt Nam và các đơn vị sản xuất nhập khẩu thuốc bảo đảm dự trữ thuốc, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đưa tin, thời điểm hiện tại Công an các đơn vị địa phương đã tập trung triển khai mở cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, tập trung bảo đảm an toàn các mục tiêu, các sự kiện chính trị, hoạt động của lãnh đạo đảng, nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh tại các địa bàn chiến lược được bảo đảm. Cũng về chủ đề chuẩn bị đón Tết, trên các báo ra ngày hôm nay đã cập nhật nhiều thông tin về các đoàn từ thiện thăm và tặng quà tại các địa phương cũng như các hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ chính sách. Bình luận về các hoạt động này, báo Quân đội Nhân dân có bài viết Cùng người nghèo đón Tết. Bài viết nêu Nhờ các hoạt động chăm lo Tết mà bà con ở địa bàn vùng khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn nhận được sự quan tâm, chăm lo hết sức chú đáo bằng những việc làm chăn chứa nghĩa tình. Hoạt động này không chỉ có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc mà còn thể hiện truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, lá lành đùm lá rách. Liên quan đến nội dung này, trên báo điện tử Hải quan có bài viết Đảm bảo nguồn chi cho an sinh xã hội theo Bộ Tài chính, việc hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2014 đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng và nhà nước về an sinh xã hội, đặc biệt là chi cho con người, trong đó thực hiện có các chính sách như hỗ trợ tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, cho vay xuất khẩu lao động, miễn giảm học phí cho con em hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và các chính sách giảm nghèo khác. Một thông tin xã hội đáng chú ý khác trong bài viết, xuất khẩu lao động năm 2015 Lạc quan, đăng trên báo Đại Đoàn Kết nhận định, mục tiêu đưa 100.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2015 là có cơ sở và tiềm năng. Theo đó, con số đạt được trong năm 2014 chính là nền tảng mở ra rất nhiều cơ hội cho lĩnh vực xuất khẩu lao động. Tuy nhiên, để tiếp tục đưa được 100.000 lao động đi làm việc trong năm 2015, đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều, nhất là sự phối hợp của các địa phương trong việc hạn chế thực trạng lao động bỏ trốn, đồng thời siết chặt công tác quản lý với những doanh nghiệp đi lao động làm việc ở nước ngoài. Chuyển sang các thông tin kinh tế, báo nhân dân đưa tin, tháng 1, vốn doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài tăng 67,1% so với cùng kỳ năm trước. Theo đó, Tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là trên 663 triệu đô la Mỹ, tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2014. Tính đến ngày 20 tháng 1 năm 2015, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 505 triệu đô la Mỹ, tăng 8,6% so với cùng kỳ năm trước. Cũng trên báo Nhân dân hôm nay đăng bài viết Sẵn sàng đón nhận làn sóng FDI mới. Bài viết nhận định Nhờ những cải cách mạnh mẽ về thể chế và thủ tục hành chính, Việt Nam đang dần trở thành điểm đến lý tưởng trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, song chúng ta không được phép ngủ quên trên chiến thắng mà cần tiếp tục cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư để sẵn sàng đón nhận làn sóng FDI mới ngay trong năm nay. Thông tin kinh tế vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Điểm báo online ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!